như vậy hiệp một trận đấu giữa Thanh Ninh và Quảng Nam đã bắt đầu. Cả ba trận đấu diễn ra ngày hôm qua thì chủ nhà đều thua. Đường chuyền vào của Paulo, cơ hội đầu tiên trong trận đấu. Chưa được 30 giây, đội bóng của Vương Việt đã có một cơ hội. Pha bóng chớp nhoáng của cầu thủ Quảng Nam. Tình huống thoát xuống bên cánh phải của Zé Paulo. Đường chuyền lên của Dương Văn Khoa. Hải Long. Vẫn là Hải Long, một cơ hội. Vào! 1-0 cho Thang Quảng Ninh. Hai ghi bàn rất đáng nhớ của cầu thủ trẻ Hải Long. Lần lập công đầu tiên của Hải Long ở V-League 2020. Hải Huy vắng mặt. Cơ hội thường xuyên được trao cho Hải Long. Và bây giờ anh đã lập công. Hải Long trở thành cầu thủ thứ 3 của Thang Quảng Ninh ghi bàn ở mùa giải năm nay. Một tình huống lỏng lẻo của phòng ngự Quảng Nam. Pha phối hợp không tốt giữa cao thủ Quảng Nam Huy Hùng và Duy Khánh đã gây khó cho nhau. Đó là bàn thua rất đáng tiếc của đội bóng đang được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Vũ Hồng Việt. Hùng Cường, tình huống nguy hiểm. Quả phát bóng cho Quảng Nam. Quen thuộc của Đinh Thanh Trung. Quỹ đạo rất quen thuộc. Nếu thủ môn không cảnh giác thì đó sẽ là một đường bóng rất khó chịu. Trần Trung Hiếu. Nghiêm Xuân Tú. Đánh đầu. Cả hai bên đều có những cầu thủ chuyền bóng rất tốt từ biên. Cầu thủ vừa rồi chạm bóng cuối cùng là Phạm Nguyên Sa. Chúng ta xem lại pha phối hợp giữa Trung Hiếu và Nghiêm Xuân Tú. Khả năng đưa bóng vào từ cánh phải của Xuân Tú rất đa dạng. Đinh Thanh Trung. Cú đá rất đường nét. Tuy nhiên bóng đi hơi thiếu chính xác. Thi đấu sân khách bị căng thẳng là điều rất dễ hiểu. Văn Khoa. Đánh đầu. Không vào. Pha dứt điểm rất đẹp của Diego Fagan. Một trong pha xử lý quen thuộc của tiền đạo người Jamaica. Hùng Cường là người đã truyền ngược lại cho hậu vệ trái Văn Khoa. Đinh Thanh Trung. Thanh Trung di chuyển sang bên trái. Rất hợp lý. Sút bóng, áp sát cầu môn, không vào. Cơ hội dành cho KB. Suýt nữa KB đã có thể ghi bàn thắng thứ 3 của mình ở mùa giải năm nay. Quốc Chí là người đã có pha xử lý khá bất ngờ, tạo ra cho KB một cơ hội rõ ràng. Phá gan. Không vào. Đã xảy ra một tình huống va chạm. Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ.
cho chơi lạnh lạnh lên. Xuân Tú không vào, pha băng vào của Mạc Hồng Quân. Mạc Hồng Quân là cầu thủ chơi đầu tốt, tuy nhiên vừa rồi là một pha dứt điểm thiếu cảm giác. Anh Hùng ném biên, dứt điểm. Một pha kê chân, người băng vào là Đinh Thanh Trung. Đinh Thanh Trung và Văn Quyết có những nét giống nhau, họ đều là đội trưởng, là nhạc trưởng ở câu lạc bộ của mình, tuy nhiên không hợp với cách chơi của huấn luyện viên Park Hang-seo. Anh Hùng, Văn Hà, pha phạm lỗi, lỗi của Hùng Cường, Giang Trần Quách Tân, Mạc Hồng Quân, Hùng Cường, vẫn là Hùng Cường. Hùng Cường đang ngã, trọng tài chỉ tay vào cho các đền. Cơ hội để thằng Ninh đưa tỷ số lên 2-0. Đào Duy Khánh đã có động tác thô. Mạc Hồng Quân đã ngã xuống rất nhanh. Diego Fagan. Cơ hội để Fagan ghi bàn đầu tiên ở V-League 2020. Fagan đã dứt điểm chính xác, 1-0 cho thằng Ninh. Những người đã ghi bàn cho đội chủ nhà ở trận đấu ngày hôm nay đến lúc này đều là cao thủ có bàn thắng đầu tiên. Fagan thực hiện quả phạt đền lạnh lùng. Diego Fagan lúc này đã là một lão tướng, anh đã 32 tuổi. Fagan thi đấu trên sân cỏ Việt Nam từ khi anh còn là một cầu thủ trẻ. Trần Trung Hiếu, Mạc Hồng Quân, thêm một quả penalty. Lần này lỗi thuộc về Đức Lộc. Mùa ngày thi đấu đáng quên của các hậu vệ Quảng Nam. Động tác của Đức Lộc vụng quá và trọng tài đã thổi phạt lên. Liệu có phải là cú đúp của cầu thủ người Jamaica? Fagan vẫn chính xác với cú đá của mình. Lần thứ hai Fagan hạ gục cùng Văn Cường từ chấm phạt đền. Tỷ số là 3-0 cho Thảo Ninh. Fagan thực hiện quả phạt đền rất lạnh lùng. Một cơ hội, rất tiếc là không thành công. Pha băng giá đầy kinh nghiệm của Huỳnh Tuấn Linh. Văn Tâm. Pha bóng cầu Âu. Bất ngờ đã có một cơ hội cho Quảng Nam sau nỗ lực của cầu thủ và sân thành người Văn Tâm. Chúng ta xem lại pha đi bóng của Trần Văn Tâm. Bóng đã rơi vào phía sau của Sáng Ngang. Cơ hội vào, bàn thắng đầu tiên trong trận đấu của Quảng Nam. Tỷ số rút ngắn xuống 1-3. Pha ghi bàn của Trịnh Duy Long, cầu thủ vào sân thay người. Một pha sửa bóng.
phóng bình tĩnh. Trong một tình huống mà phòng ngự của Thăng Ninh đã phòng ngự không tốt. Quan tâm. Và phạm lỗi. Cầu thủ trẻ Hồng Sơn đã phải nhận thẻ vàng thứ hai. Hồng Sơn bị truất quyền thi đấu. Một lỗi thô rất đáng tiếc của Nguyễn Hồng Sơn. Chúng ta xem lại tình huống này. Động tác thừa. Thực sự là bài học với cầu thủ trẻ Hồng Sơn. Dứt điểm. Pha gan không kịp. Trọng tài Nguyễn Đức Duẩn đã nổi tiếng ngoài bán cuộc. 3-1 cho Thăng Ninh là tỷ số cuối cùng của trận đấu.